Thôi mà em cháu, đừng giận nữa. Giận gì giận lâu thế? Chú không dễ. Chú có tình cảm thật với cháu không đấy? Ngày xưa chú nói ngon nói ngọt với cháu thế cơ mà. Có, tình cảm thật. Thế sao cháu đi có mấy hôm mà chú đã có em cháu mới rồi? Chú đúng là lưỡi không xương, chăm được lắt lẻo. Khổ quá, bao lần tán tỉnh em cháu, tặng quà. Em cháu có cho chú cơ hội nào đâu. Chứ chú nghĩ cứ tán tỉnh là tặng quà là được à? Thế chú phải làm gì nữa? Con gái bọn cháu à, cần những người đàn ông nào mà có thể giang tay che chở cho mình những lúc nguy cấp chú ạ. Đấy là một người đàn ông phải thật mạnh mẽ. Được rồi, chú hứa với em cháu, từ nay nhá, chú sẽ bảo vệ em cháu nha. Bất kỳ lúc nào em cháu cần. Đúng chú. Thật. Chú hứa đi, hứa cháu mới tin. Chú hứa, em cháu cứ yên tâm. Em xin lỗi anh, em hứa là em có tiền em sẽ trả anh ngay ạ. Mày hứa bao nhiêu lần rồi, thế định bao giờ trả, hả? Là mai em trả, trông mặt em uy tín như này cơ mà. Xin chú ơi, chú cứu cháu. Làm sao đây? Làm sao? Chú Tôn. Đúng là đàn ông mới xa nhau mấy hôm mà đã thay lòng đổi dạ ngay được. Đàn ông ai cũng như nhau hết. À em cháu, sao lại ngồi đây? Chú không xe. Ai đấy ạ? À cái con này là nhầm. Người phụ nữ tuyệt vời này ấy là vợ chú. Giới thiệu với em, đây là cô bé gửi xe, hàng đêm anh hay mơ thấy. Nhầm. Là cái con bé mà anh hay nhắc tới với em đấy. Thôi hai chị em cứ ngồi đây nói chuyện nhá. Chú phải ra bãi xe đây, hôm nay nhiều xe đông khách lắm. Phải chơi xóm này phát mới được gan cái tội lăng nhăng. À chị vợ này, sao em? Bình thường chú Tùng ở nhà có quan tâm chị vợ lắm không ạ? Chồng chị là người đàn ông có thể hơi ngông nghênh một tí, bù lại rất yêu thương vợ con. Nếu mà bây giờ em bảo là chú Tùng tặng chị vợ một món quà thì theo chị chú Tùng có tặng không? Tất nhiên rồi em, chú ấy rất yêu chị, chắc chắn chú ấy sẽ tặng quà cho chị cho dù đấy không phải là bất kỳ ngày lễ nào. Đồng thế, đồng khách thế. Chú xe. Gì? Sao mày không đi chơi đi? Mày qua đây làm gì? Tao đang bận lắm. Đi. Từ từ. Cháu hỏi chú cái này nhá. Nếu bây giờ vợ chú muốn chú tặng một món quà thì chú có tặng không? Ngày gì mà tặng quà? Mày bị dở à? Thì phụ nữ mà chú. Ai chỉ thích quà? Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Sinh nhật 24/1, lễ tình nhân 14/2, ngày phụ nữ Việt Nam 8/3, 30/4, 1/5 cũng quà. Quốc tế thiếu nhi 1/6 cũng quà. Thậm chí 27/7 ngày thương binh liệt sĩ cũng quà. Đúng là cái đồ tham lam bất nhân từ. Chú Tùng trông xe. Ê, giật hết cơ hình. Sao mày lại vác cái mặt của mày đến đây làm gì? Không chứ chú bị bọn tẩn sau xem nào. Cút, mày cút ngay cho tao. Ấy, từ từ. Cháu có chuyện này muốn nói với chú. Tao bảo mày cút đi cơ mà. Mày muốn nói chuyện gì? Bây giờ nhá, cháu sẽ cho chú hai sự lựa chọn giữa vợ chú và một chiếc xe điện VinFast VF8. Mẫu xe điện của thương hiệu VinFast đến từ Việt Nam. Chú sẽ chọn cái gì? Cơ mày lôi cái chuyện tình cảm của vợ chồng tao ra đây để mà đổi chác được nhỉ? Tao sẽ chọn xe. Sao chú lại chọn xe? Cháu tưởng chú phải chọn vợ chú chứ. Mày bây giờ à? Vợ tao ấy, tao còn bỏ còn chưa được cái kìa. À chú. Cháu thấy vợ chú đang ngồi ở trên xe kìa. Bây giờ nha, chú ra kia đấm vợ chú một cái thật mạnh thì 2 triệu này thuộc về chú. Ui, thật không? Để tao đi đấm luôn. Khoan, 2 triệu hơi nhiều, 1 triệu thôi. Ê, sao lại cất hẳn một nửa thế? Chú đi không? Không còn 500. 1 triệu thì 1 triệu, để chú đi. Chú đi đấm đi đã. Ok, vừa được đấm con vụ này, vừa được tiền, tội gì mà không đi. Sao tình yêu vợ chồng của chú mà chú định giá có 1 triệu bạc có rẻ mạt quá không chú? 1 triệu là được giá rồi đấy. 500 tao còn đấm nữa là 1 triệu. Ngày thường ấy, tao còn muốn đấm con mụ ấy lắm ấy. Hôm nay mới có cơ hội đấy. Cái con mụ ấy nhá, ở bẩn này, hay chửi bới này, ăn tham này. Không phải tao chỉ muốn đấm đâu. Tao ấy còn muốn tống cổ với nơi sản xuất. Ông trăm tao còn đấm nữa là 1 triệu. Ôi, đau quá. Chú Tùng dừng xe. Chú
cháu gì cái loại mày. Cháu mất dạy, suốt ngày gài bẫy để vợ tao tẩn cho tao. Không tao cái gì. Ai mà chú ấy, thằng nhàng lại còn là xấu vợ nữa chứ. Nếu mà là chồng cháu nhá, cụ đi đúng giờ luôn. Mà sao chú không đi làm lành với vợ chú đi? Vợ à, anh trêu vợ tí thôi. Bây giờ ấy, em muốn mua gì ấy, là anh mua cho em ngay. Tôi chả muốn mua gì cả. Hay là em muốn đi xem phim, em muốn xem cái gì thì anh cho em xem cái đó. Tôi muốn xem cái điện thoại của ông. Đừng có ông. Chú Tung, sao chú không đi dỗ vợ chú tiếp đi, đứng ở đây làm gì? Riêng cái mộ đấy, không bao giờ tao dỗ nữa. Trời ơi, đã thế nhá, phải cho con mụ ấy biết ai mới là trong nhà. Từ chú, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Mày đừng cản chú. Em cháu, chú bảo dạ. Bây giờ chú sẽ bỏ vợ để đến với em cháu. Em cháu đồng ý chứ? Không, ông dở à? Còn gì nữa đâu. Đã thế nhá, hôm nay ông làm ngô ra ngô, khoai ra khoai luôn. Đã thế, ông làm ngô ra ngô, khoai ra khoai. Này, sao anh tặng em bao nhiêu quà mà sao em không vui mà lên xe sao lại cười tươi ấy? À, em đang xem phim trên cái màn zin của xe mình ấy chồng. Cái màn hình trên xe mình ấy thì cũng chỉ xem được camera sau mới lại thời tiết thôi, có cái gì đâu mà xem. À, em vừa mới được tặng con West Vision M6 này chồng. Biến màn hình zin của xe mình thành màn hình Android đầy đủ chức năng giải trí luôn. Xem phim, nghe nhạc, bản đồ đủ cả, thích lắm. À, cái này hay đấy. Này, cái này ai tặng em đấy? Sugar Daddy của tôi tặng cho đây. Đi thôi Sugar Daddy của em. Đúng là đàn ông, có mới nuôi cũng ngay được. Đã thế còn dám bảo ly hôn bằng miệng với mình từ năm 2018 nữa cơ mà. Ô, em cháu, đang làm gì đấy? Ơ kìa, lại làm sao nữa? Đây này, chú xem đi. Cháu đi mấy hôm mà chú giờ xem lại. Toàn hình chú tán tỉnh em cháu kia thôi. Lại còn tặng quà em cháu các thứ nữa cơ mà. Lại còn ngay cạnh chiếc xe của cháu luôn chứ. Chiếc xe gắn liền với biết bao kỷ niệm của chú với cháu. Phụ nữ đúng là phức tạp thật. Lúc người ta xin thì không cho, lúc thì... Này, chú nói cái gì vậy? Không, chú nói gì đâu. Ờ, phải rồi, em cháu kia xinh như búp bê cơ mà. Mê chẳng mệt chứ còn gì nữa. Tìm đúng lòng mạch rồi còn gì. Gớm nữa, suốt ngày giận mới dỗi. Đã thế nhá, tháng sau ấy, tao tăng luôn tiền xe của mày. Cho mày chưa? Ô, này này này, sao cháu giận dỗi mà chú không dỗ? Chú lại tăng giá xe của cháu là thế nào? Tao xin lỗi chán rồi, tập nào cũng giận mới dỗi. Chịu. Thôi, cháu đủ tí thôi mà, thử lòng chú tí. Mà tại chú ấy, chú cũng thân thiết với em cháu kia quá cơ. Cháu xem được nên là cháu hơi bực thôi. Mày xem ở đâu? Đây này. Này, mày gắn camera theo dõi bãi xe của tao à? Sao mày lại có những cái hình này? Ui giời ơi, ai bảo chú cứ tòm tem với em cháu kia trước xe của cháu cơ. Xe của cháu có lắp con Get Vision Panorama X9 như này. Màn hình liền, camera 360 độ cao cấp. Có thể xem các hoạt động ở xung quanh xe ngay trên chính cái điện thoại này. Ngay cả khi xe không hoạt động, nó vẫn ghi hình, lưu trữ dữ liệu video nhá. Đảm bảo cho xe luôn, an toàn ngay cả khi không có mặt chủ xe ở đấy. Kiểm soát xe nhá, mọi nơi luôn. Ngoài ra nhá, còn có nhiều chức năng khác nữa chú ạ. Ô cái con này, tao mời mày đến đây để đóng phim chứ mày đến đây để quảng cáo à? Không, thì chú hỏi cháu nói thôi. Thế đợt vừa rồi mày đi đâu? Sao mãi không thấy xuất hiện? À, đợt vừa rồi cháu xin làm nhân viên bán hàng cho Get Vision Việt Nam. Wow. Bán cái màn hình này chú. Cháu ăn hoa hồng á, dựa trên cái số lượng cháu bán ra được cái này. Thế mà bảo không quảng cáo à? Mày lươn nó vừa vừa thôi. Thì cháu cũng phải kiếm thêm đồng trang trải với chú. Thế lắm chú cái, hết bao tiền chú gửi coi như là cái món quà làm lành cho mày, được chưa? Ui, thật là chú? Thật. Hách bíp đây rồi. Trắng thế. Chú Tuấn ông chạy. Ôi trời ơi. Em cháu, mày đến từ lúc nào đấy? Cháu đến lúc nào chú không cần biết. Ngồi ngắm ảnh em cháu kia, quên cả trời đất cơ mà. Tì. Thì cái gì mà thì? Cho gửi trên xe, bao tiền? Ui giời ơi, khổ quá. Chú đang lôi ảnh nó ra để xóa. Đây này, xem nhá. Đấy, thấy chưa? Mà cháu bảo với chú nhá, cái tính mèo mả gà đồng của chú ấy, ai người ta cũng ghét thôi. Lăng nhăng. Khổ quá, chú có tính lăng nhăng đấy đâu. Tại cái thằng đạo diễn nó bắt chú diễn như thế đấy chứ. Chú chỉ có mỗi mình em cháu này thôi. Được rồi, cháu tin chú nốt lần cuối này thôi nhá. Đúng rồi, mày phải tin chú chứ, chú cháu với nhau. Ui giời,
con em gái của mình càng lớn càng xinh, rồi làm video đăng lên mạng gây họ ghen. Từ lúc mình lắp con Webvision E36 này, độ cái màn hình zin của xe mình thành màn hình Android luôn, xem phim nghe nhạc ten ten, phê thật. Không ai có xem gì đâu. Chị em này à? Không, chú chỉ có mình em cháu này thôi. Gái gu với chú ấy, nó là phù du. À, chú ở đây trông hộ cháu cái xe. Cháu để quên cái điện thoại ở nhà, để cháu về cháu lấy. Ok, mày cứ đi đi, mày cứ đi đi. Bãi xe này của chú để chú trông. Quả đào ngon nay mà mình chưa thấy bao giờ. Quả nay mà đến bãi xe của ông, đố mà thoát khỏi tay ông. Ôi trời. Chú ơi. Đúng là ăn trộm quen tay, ăn mày quen thói, lăng nhăng à. Mình ngấm mất bản chất rồi. Thôi em cháu. Phẳng.